Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Mà hôm nay thì ở trên tôi trời rất là lạnh. Hôm nay thì nhiệt độ chỉ rơi vào khoảng 9 độ C các bạn ạ. Đấy, nhiệt độ hôm nay bây giờ là trưa gần 12 giờ nhưng mà nhiệt độ rơi vào 9 độ C đây các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là 9 độ C thì chúng ta biết là nó lạnh cỡ nào rồi đấy. Và ở trong cái clip ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu cho các anh chị và các bạn một cái bài thuốc về chữa cái bệnh vàng da các bạn nhé. Chữa bệnh vàng da. Và cái bài thuốc chữa bí tiểu ấy được ở trên người dân địa phương ở trên tôi hay dùng rất là nhiều. Và cây thuốc này thì tôi nghĩ là các anh chị và các bạn thì chúng ta đã được nhìn thấy rồi. Tuy nhiên rằng chúng ta không biết đây là cây thuốc. Vậy nên là hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả mọi người một số những cái thông tin về cây thuốc này. Đây, bây giờ tôi đang đi tìm cái cây đấy. Cái đấy là cây cỏ mọc ven đường rất là nhiều các bạn nhé. Có thể trong quá trình tôi thuyết trình, cái cách xưng hô của tôi nó không được nhất quán cho lắm thì các anh chị và các bạn thông cảm. Cái cây dại mà hôm nay tôi muốn nói đến ấy, nó chính là cây này này các bạn này. Đây, để tôi cho các bạn nhìn kỹ hơn xem nào. Tôi không thể lấy nét được tại vì là cái mà ảnh này cái độ lấy nét của nó rất là yếu. Đây các bạn. Đấy, bây giờ là các bạn có thể nhìn rõ rồi, nó có hoa nhé các bạn nhé. Nó có hoa này. Lá của nó như thế này này các bạn này. Đây. Đấy. Đây chính là cây cỏ roi ngựa nhé các bạn nhé. Hay còn gọi là mã tiên thảo ấy. Hoa của nó đây các bạn. Rồi, các bạn nhìn rõ rồi thì tôi muốn gửi đến các bạn một số những cái thông tin. Cái cây này là một cái dại. Chắc chắn là các bạn cũng đã được thấy sơ sơ ở đâu đấy. Ở đâu đấy rồi. Tuy nhiên rằng thì các bạn không để ý. Đây là một cái cây thuốc mà không biết là các bạn có dùng hay không, nhưng mà người bản địa ở trên tôi ấy, người địa phương chúng tôi hay dùng cây này để mà làm thuốc chữa cái bệnh sốt rét ấy. Đấy, người địa phương chúng tôi là hay dùng cây này để chữa bệnh sốt rét. Khi mà chúng ta bị sốt rét thì chúng ta dùng cái cây này. Cây này thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc là dùng khô nhá. Những cái trường hợp mà chúng ta bị sốt rét, chúng ta lấy cái, chúng tôi hay lấy cây tươi để chúng ta sắc thuốc nhá. Sắc ra, bỏ cái phần bã đi, xong là chúng ta uống. Đấy. Chúng ta uống trước và sau cái lúc mà lên cơn sốt ấy. Đấy, chúng ta uống trước và sau cái lúc mà lên cơn sốt. Cứ cách khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ thì chúng ta uống một lần. Đấy, 1-2 giờ chúng ta uống một lần. Chúng ta uống khoảng tầm 2 ngày thì nó có khả năng là đạt cái hiệu quả tối đa các bạn nhé. Đây, đó chính là cây mã tiên thảo các bạn này. Có thể địa phương chúng tôi dùng cây này chữa cái bệnh này. Tuy nhiên rằng thì ở địa phương các bạn, ở địa phương khác thì lại dùng cây này chữa cái bệnh khác chẳng hạn thì tôi không rõ. Nhưng mà tôi muốn nêu lên quan điểm ở địa phương chúng tôi là hay dùng cái cây này để mà chữa bệnh sốt rét nhá. Ngoài ra thì ngoài cái bệnh sốt rét thì chúng tôi lại dùng cây này chữa cái bệnh vàng da nữa các bạn ạ. Chữa vàng da do cái viêm gan ấy. Bệnh vàng da do viêm gan thì chúng tôi cũng dùng cái cây này. Chúng ta dùng cây này dùng tươi nhá các bạn. Tại vì là ở chỗ tôi là có sẵn. Còn những cái chỗ khác chúng ta không có sẵn thì chúng ta có thể là lấy cây này. Khi nào mà chúng ta thấy cái cây này gặp ở đâu thì chúng ta có thể lấy về phơi khô. Chúng ta dùng dần nếu mà gặp cái trường hợp mà chúng ta cần phải dùng ấy. Đấy, cây này là cây mã tiền thảo hay là cỏ roi ngựa đây. Thì điều trị cái bệnh vàng da thì chúng tôi cũng lấy cái cây tươi này. Chúng tôi sắc uống. Đấy, một ngày thì chúng tôi
uống 2 đến 3 lần. Đấy, một ngày chúng tôi uống 2 đến 3 lần. Khi mà sắc uống sắc xong thì chúng ta bỏ bã xong thêm ít đường vào cho nó dễ uống. Đây, đó chính là cây này. Và cái liều lượng, hàm lượng của chúng tôi thì chúng tôi hay dùng khoảng 50 đến 60 gram. Nói chung là được nó phải một nắm nhé các bạn nhé. Nó phải một nắm đấy. Tại vì địa phương chúng tôi thì không hay phải dùng cân, phải đo đạc các kiểu. Chúng tôi cứ đi hái xong chúng tôi lấy một nắm xong chúng tôi về đun uống thôi. Đây cây này đấy, nó chính là cây mã tiền thảo này. Có thể là trong quá trình tôi trình bày, tôi thuyết trình thì nó sẽ không được lưu loát cho lắm, nhưng mà các bạn cố gắng hiểu và cố gắng xem. Và tôi hy vọng đây là một số những cái thông tin mà hữu ích để cho các bạn cùng biết đến cái cây mã tiền thảo này. Nó là một cái loại thuốc. Và một cái nữa tôi muốn nói với các bạn là cái cây này ấy thì chúng tôi dùng để chữa cái bệnh đáy da máu và bệnh bí đái ấy. Khi mà dùng cái cây này thì chúng ta cũng sắc uống thôi. Cây này thì chúng tôi hay sắc uống và một ngày chúng tôi uống 2 lần, 2 đến 3 lần đấy. Nhiều nhất là 3 lần. Đây. Bí đái thì chúng tôi cũng dùng cái này. Đấy, ngoài ra thì theo những cái tài liệu mà tôi tìm hiểu được thì cây này còn chữa cái kinh nguyệt không đều nữa. Chị em phụ nữ nào mà chúng ta kinh nguyệt không đều thì chúng ta có thể lấy cái cây này để chúng ta cộng với lại cái cây ngải cứu, chúng ta đun nước uống. Đấy, sắc uống một ngày chúng ta uống 2 lần và uống trước kỳ kinh khoảng 10 ngày gì đấy. Đây là một số những thông tin mà tôi tìm hiểu được ở trên sách. Và một cái nữa, cái cây này này, cái cây này nó còn trị mụn nhọt. Trị mụn nhọt rất là tốt đấy các bạn nhé. Cây này thì chúng ta giã nhuyễn xong là vắt lấy cái nước cốt uống, còn bã thì chúng ta đắp ở cái chỗ mà mụn nhọn ấy, dùng đến khi nào mà khỏi thì thôi. Và một cái nữa, tôi đầu video tôi quên nói với các bạn là cây này chúng tôi còn dùng để mà trị cái bệnh lở ngứa ở da ấy. Bệnh lở ngứa ở da thì chúng tôi hay lấy cái cây roi ngựa này này. Chúng ta lấy cây roi ngựa này rửa thật sạch xong là chúng ta đun nước để mà tắm. Đấy, đun nước tắm. Một ngày chúng ta chỉ cần tắm rửa một lần thôi. Chúng ta làm đến 2 đến 3 ngày thì kiểu gì nó cũng sẽ khỏi nhé các bạn nhé. Đây. Đây các bạn. Một cái nữa đối với cái việc bí đái ấy, đái da máu ấy, thì chúng ta dùng cái này này. Một ngày chúng ta chia làm 2 lần uống. Chúng ta cứ sắc. Các bạn chỗ các bạn có thì các bạn có thể lấy một nắm này này. Các bạn lấy một nắm như này, các bạn sắc một ngày, sắc một nắm như này xong là chia ra làm 2 lần uống. Thì uống đến khi nào mà khỏi thì thôi. Đấy. Đó chính là cây này này các bạn này, cây mã tiền thảo đấy. Trên đây là một số những cái thông tin tôi muốn gửi đến các bạn. Có thể là những cái thông tin tôi đưa ra nó còn thiếu sót những cái gì đấy thì mong tất cả các bạn thông cảm. Tại vì là một số những cái địa phương thì có thể dùng cái cây này chứa cái bệnh này. Địa phương kia dùng cây này chứa cái bệnh kia. Nhưng mà ở địa phương chúng tôi ấy, chúng tôi hay sử dụng cái cây này để chứa cái bệnh bí đái này, chứa bệnh đái da máu này, chứa bệnh vàng da này. Và cái đặc biệt là chữa sốt rét. Dùng cái cây này chứa sốt rét thì rất là hiệu quả nhé các bạn nhé. Đấy. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thấy ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Và những cái anh chị nào chúng ta chưa nhấn đăng ký thì các bạn, các anh chị hãy nhấn đăng ký vào để sau khi nhấn đăng ký rồi ấy, em có những cái clip tiếp theo nó ra lò ấy, thì các anh chị và các bạn chúng ta sẽ được là những cái người đầu tiên được nhận được những cái clip đấy. Vâng, xin cảm ơn.